Có nhiều mùa hè đã trôi qua, nhưng có lẽ 2024 là mùa hè đáng nhớ nhất với tập thể lớp 9A8 trường Trung học cơ sở Đại Kim. Thật may mắn vì các con luôn được cô nhà chủ nhiệm đồng hành và chỉ bảo các con. Đặc biệt là trong năm cuối cấp, trước một kỳ thi quan trọng, cô cũng luôn bên cạnh truyền lửa cho các con. Cũng có những giọt nước mắt, nụ cười và niềm vui. Tất cả là thành quả nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô để các con cố gắng hết mình. Ban phụ huynh cùng các con lớp 9A8 mong cô nhà luôn khỏe đẹp hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Tin chắc rằng sự nghiệp lái đò của cô đã đang và sẽ hứa hẹn mãi rực rỡ nhờ sự vun vén chăm bón của cô như bao năm nay. Năm học cuối cấp lúc nào cũng như thế, áp lực rất nhiều. Ban phụ huynh cùng các học trò lớp 9A8 thực sự hạnh phúc, may mắn khi áp lực đó đã vơi đi rất nhiều vì luôn có cô bên cạnh. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn là một người cố vấn tuyệt vời. Cảm ơn cô vì đã luôn cùng các con đi qua mọi bước ngoặt trong năm qua sự nhiệt huyết, tận tâm của cô nhài sẽ động mãi trong trái tim của lớp 9A8 trường trung học cơ sở Đại Kim, niên khóa 2020-2024. Những tiết dạy của cô đã như một bầu trời kiến thức thú vị mà các con khao khát được khám phá. Cảm ơn cô giáo nhài vì đã cho các con những giây phút học như chơi, chơi như học để có một kỷ niệm đẹp về tuổi thơ học trò. Khóa học đã khép lại, nhưng các con sẽ mãi thấm nhuần những kiến thức mà cô trang bị cho. Những ngày tháng chập chững vào môi trường mới sắp đến ban phụ huynh và các con sẽ không được lên lớp cùng cô nữa ở môi trường mới hay bất cứ đâu ban phụ huynh và các con chúc cô phải luôn mạnh khỏe xinh đẹp nhiệt huyết và thành công cô nhé hẹn một ngày sớm trở về thăm cô yêu cô